Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2022 của người tuổi Thân, xã giao rộng rãi, cuộc sống thăng hoa. Bước sang tháng 8 âm lịch này, bản mệnh tận hưởng tháng mới với nhiều niềm vui và nhiều điều thuận lợi. Nhờ xây dựng được những mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp mà bạn làm việc gì cũng thuận lợi, cũng được người ủng hộ, giúp đỡ và thúc đẩy để nhanh chóng chạm tới thành công hơn. Trên phương diện sự nghiệp, do nhận được sự giúp đỡ của tam hội mà bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, bạn được giới thiệu những cơ hội hiếm có. Nếu nhanh chóng nắm bắt thì có thể đạt được những bước tiến mới trong công việc, thậm chí được cất nhắc tăng lương thăng chức. Người trẻ tuổi cũng dần tìm được định hướng chính xác cho mình, bạn dám thử sức để gặt hái thành công. Trong lĩnh vực tài lộc, con giáp này cũng làm quen với được những đối tác, khách hàng đầy triển vọng, đôi bên hợp tác ăn ý, ít mâu thuẫn về quan điểm, lợi ích, nên công việc lúc nào cũng tiến triển trôi chảy. Thậm chí, nhờ đồng tâm hiệp lực mà đôi bên còn có thể thu về khoản lợi nhuận lớn hơn và nhanh chóng hơn so với dự kiến. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cũng có đào hoa rực rỡ, do rất nhiều các tình trổ về đào hoa chiếu mệnh như Thái Dương, Mộc Dục, Thiên Diêu mà xung quanh bạn chẳng bao giờ thiếu người săn đón. Tuy nhiên, tử vi tháng 8 âm lịch này đối với người tuổi Thân cho thấy càng là người nổi bật, bạn càng cần phải thận trọng trong việc lựa chọn người yêu. Hãy dành thời gian trò chuyện để hiểu rõ đối phương hơn trước khi quyết định tiến tới với một ai. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2022 của người tuổi Thân qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Có thể thấy rằng người tuổi Thân đang có những bước tiến vô cùng nhanh chóng trong con đường sự nghiệp. Tháng 8 là thời điểm nhiều cơ hội mở ra. Nếu nhanh chóng nắm bắt thì không sợ không gặt hái thành công, khẳng định được tài năng và vị thế của mình. Tam hội đem tới quý nhân cho bản mệnh, đó có thể là người từ lâu đã không liên lạc hoặc là người bạn bè, người thân của chính bạn. Khi có cơ hội chào tay, bạn không nên băn khoăn quá nhiều mà hãy tin tưởng vào bản thân. Bạn là người có tài, chỉ cần cố gắng thì chẳng có việc nào là không thành công. Ngoài ra, nhờ quan hệ đồng nghiệp, bạn bè tốt đẹp, bạn chẳng hề ngần ngại khi đứng trước khó khăn, thách thức bởi bạn biết rằng xung quanh mình chẳng bao giờ thiếu người giúp đỡ. Thời điểm này nhờ có tinh thần đoàn kết mà mọi công việc đều được giải quyết nhanh gọn, dễ dàng. Với những người trẻ tuổi, bạn được người thân quen chỉ ra những con đường phát triển phù hợp. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn để lắng nghe mọi người, kết hợp với những quan điểm của bản thân, bạn sẽ đúc rút ra nhiều điều quý giá. Tháng này cũng là một tháng tốt đẹp với người làm lãnh đạo. Bạn đưa ra được những quyết sách đúng đắn, hướng tập thể đến một đích đến cụ thể, rõ ràng và đầy hứa hẹn. Bạn không chỉ chinh phục được lòng tin của cấp dưới mà còn khiến cho những cấp trên của mình cảm thấy bất ngờ và đánh giá cao. 2. Luận về phương diện tài chính. Người tuổi Thân cũng đón được những tin mừng trên phương diện tiền bạc. Tam hội là yếu tố thúc đẩy khiến bạn bắt tay vào những công việc thuận lợi hơn người khác, thậm chí có khả năng thu về khoản lời lãi lớn hơn dự tính. Thời điểm này, bạn gặp được những đối tác và khách hàng triển vọng, đôi bên có chung mục tiêu và hợp tác ăn ý với nhau ngay từ đầu. Nhờ vậy mà nhiều tranh cãi bất đồng được giảm bớt, cơ hội kiếm tiền về đầy tuổi thêm rủng rỉnh. Thậm chí nhờ hợp sức với nhau mà đôi bên có thể hoàn thành các dự án lớn một cách vô cùng nhanh chóng và trơn tru, chất lượng. Bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu những mối đầu tư đầy hứa hẹn. Nếu đó là lĩnh vực mới mẻ, bạn sẽ được quý nhân chỉ dẫn đường đi nước bước thu về lợi nhuận bước đầu. Còn với những người giàu kinh nghiệm, theo tử vi tháng 8 âm lịch của người tuổi Thân cho thấy bạn nhận định được đâu là mối đầu tư chính xác, nhờ vậy mà đem về cho bản thân một khoản lời lại đáng kể. Những thành tích cao trong công việc cũng giúp bản mệnh nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng rủng rỉnh. Đây là khoản tiền vô cùng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Hãy có cách tiêu dùng hợp lý, thậm chí lấy khoản tiền đó đầu tư để tiền tiếp tục đẻ ra tiền. 3. Luận về phương diện tình duyên. Tháng 8
Do được nhiều các tinh chiếu mệnh nên người tuổi thân cực kỳ đào hoa. Xung quanh bạn chẳng bao giờ thiếu những người săn đón, bày tỏ, hào cảm. Quan trọng là bạn có rung động với ai hay có muốn đến với ai hay không mà thôi. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, con giáp này bắt đầu để ý tới ngoại hình của mình. Nhờ vậy mà bạn có sự thay đổi lớn lao, khiến những người dù quen biết đã lâu cũng sẽ ngạc nhiên. Tháng này bạn sẽ nhận được nhiều lời làm quen của đối tác, những đối tượng khác giới. Xong, bạn không nhất thiết phải đến với ai quá vội vàng. Đây là lúc bạn có quyền lựa chọn, hãy nói chuyện với một vài người mà bạn thấy rằng phù hợp. Sau khi có thể hiểu sơ về đối phương thì quyết định đến với ai cũng không muộn. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì đào hoa quá vượng chắc chắn là không tốt. Thiên Diêu khuyên bạn hãy giữ gìn khoảng cách với những người xung quanh, đừng quá gần gũi với người khác giới, kẹo sẽ gây thương nhớ khiến người khác xì xào bàn tán về mình. Bạn cũng cần phải biết trân trọng và giữ hạnh phúc gia đình mình nhiều hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Người tuổi thân không gặp những vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng nhưng cần phải lưu tâm trong tháng này. Hơn nữa, càng lúc bạn càng ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe nên bạn sẵn sàng xây dựng cho mình một lối sống khoa học và thực hiện theo một cách nghiêm túc. Bạn thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao với mọi người xung quanh mình. Việc ấy không chỉ giúp bạn cải thiện sức khỏe mà còn giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, tạo cơ hội cho tương lai. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần. 1. Tuổi Bính Thân mệnh hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm khẩu quyết, quan hệ xã giao tốt đẹp, mọi công việc được tiến hành thuận lợi. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Mậu Thân mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô khẩu quyết, cơ hội mở ra trước mắt hãy nắm bắt để gặt hái thành công. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Canh Thân mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương khẩu quyết, đào hoa vượng, cần chú ý giữ khoảng cách với người khác. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu tím, màu trắng. 4. Tuổi Nhâm Thân mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm khẩu quyết, có cơ hội gặp gỡ quý nhân, mọi phương diện cuộc sống đều được cải thiện. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu đen, màu đỏ. 5. Tuổi Giáp Thân mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô khẩu quyết, chú ý đến ngoại hình, nhận được sự chú ý của người khác phải. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu đen, màu vàng.